Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình đây. Sau nè, sáng ngày hôm nay thì có con bò cũng nó thấy cây xúc xích cho nên nó leo lên ghế nó ngồi với mình nè các bạn ơi. Ngày hôm nay á, thì mình có mua được mớ ốc, bên đây là ốc gác bếp nè. Hồi đợt rồi á, cái đợt mà ốc gác bếp rất là hot thì mình có mua ăn một lần rồi. Ngày hôm nay á, thì lâu quá là thèm á, cho nên là mình sẽ quyết định mình mua để mình ăn tiếp thế bà cụng ha. Và với lại sáng nay á, mẹ mình đi chợ với là mua được mớ tôm càng xa. Trời ơi, cái con tôm mà nó bự chà bá luôn á các bạn. Nói chứ con tôm này cũng giống cái thịt nó cũng giống con tôm hùm lắm luôn á. Được cái càng ngày hôm nay rất là to luôn. Và mình sẽ quyết định là làm một cái món là tôm với lại ốc gác bếp hấp nước dừa với lại chấm với lại nước mắm mình làm nha. Bò cũng ăn này không? Ăn này ha. Cho nó ăn chút chút. Cũng thấy ghét không? Ăn hết cái xúc xích này là nó đi xuống rồi các bạn ơi. Ngon không? Sáng mới đi ruộng chơi nè. Trời ơi, gấp rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đem mớ tôm này đi rửa thiệt là sạch. Rồi ốc á thì mình cũng sẽ đem đi ngâm luôn nha. Chắc là tới hơi xế xế mình mới luộc ốc được nè. Bà con làm gì vậy? Đi nha. Đi nè. Đi nè bà con. Đây. Mấy con tôm này con nào con nấy cái càng cũng rất là bự luôn. Này là tôm người ta đánh dưới sông nè các bạn. Này là có gạch khối luôn này nha. Ba cái túi ốc này á, thì bây giờ mình sẽ mở ra để mình đi ngâm nha các bạn ơi, cho nó nhả nhớt này kia ra nè. Tại vì ốc gác bếp thì gác trên bếp lâu ngày nó cũng dơ. Ở đây á, ốc này giờ mình sẽ khui ra. Cái dây ta cột chắc quá à. Cho đổ vô. Trời ơi, một túi này được mấy con nè các bạn ơi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được 10 con và ăn túi xá khô. Giờ thì mình sẽ bỏ nước vô để mình ngâm ốc. Mấy con ốc này nó còn dơ lắm luôn các bạn ơi. Nhìn thấy vậy chứ một hồi mình ngâm đi. Rồi mình sẽ chà rửa sao nha. Này chắc mình phải ngâm từ sáng cho đến chiều để cho nó nhả nhớt này kia. Hiện tại bây giờ nó đã ngủ rồi. Tại vì gác bếp khá là lâu cho nên là nó mình phải có thời gian ngâm miệng hồi nó mới bò ra. Và nhớt ở phía trong miệng rồi nó sẽ ra hết nha. Cũng còn hơi dơ đó. Đây là mớ ốc sau một khoảng thời gian mà mình đã ngâm từ sáng đến giờ này các bạn ơi. Hiện tại là gần 3 giờ chiều rồi. Ốc á, thì lúc sớm á, chà ra rất là dơ luôn. Và bây giờ trắng tinh luôn rồi nè. Ở đây là mấy con tôm mình cũng đã xử lý cho nó ngủm cụ đeo hết trơn rồi. Tôm mình cũng sẽ hấp nước dừa. Và ốc mình sẽ cũng luộc nước dừa luôn. Giờ mình sẽ cho cái nồi lên. Mình sẽ cho ốc vô. Đổ nước dừa vô. Nửa chén thôi. Rồi. Và bây giờ mình sẽ cho lá sả lên. Mình sẽ cho xíu muối vào. Rồi mình sẽ đóng nắp lại. Và chờ đợi ốc nó chín. Rồi chùm lửa vô thành. Ê hay cưng nhúm lửa mình nó đi. Đang chi luộc tôm luôn nha. Ok luôn. Cái này luộc hai bếp. Cẩn thận Thành ơi, bạn Thành ơi. Sắp củi lên tùm lum kìa. Thế đi rồi, hồi chị làm nước chấm nữa, hồi anh Bi đi học về mấy chị em mình ăn. Ok, nay có chị Hương không chị? Nay Bạch Hương đi học rồi. Cháy khói. Tiếp theo mình sẽ cho cái chảo lên bên đây. Đây là mớ tôm nè, Thành ơi bắt nó lên.
Yeah. Rồi cho vô chảo. Thì cái này cái nào? Ê, nguyên cái chừng nó không đủ với cái chảo này nha. Đủ mà. Thành nó phải con tôm mới có mấy càng nữa nè. Cho nước vào. Đóng nắp lại và chờ đợi. Giờ xả cho chị Trang làm nước chấm. Wow, ốc nó cũng đã thơm rồi nè. Giờ mình sẽ vớt ốc ra. Quá là xả rồi. Wow, tôm bên đây thì cũng đã chín luôn rồi nè. Giờ mình sẽ cho 3 muỗng đường vào. Hôm nay mình sẽ làm nước chấm xả tắc. Và mình sẽ cho nước cốt chanh vào. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ cho nước mắm vào. Khoảng 3 muỗng, ở lọt khoảng 2 muỗng. Mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ cho xả và ớt vô. Và một ít lá chanh. Mình sẽ khuấy lên. Nhưng chết rồi, hơi nhiều xả nó đặc rồi. Thì ốc gác bếp và tôm càng. Đó, tôm càng xanh như các bạn ơi, cũng đã có rồi nè. Hôm nay thì bây giờ mình sẽ ăn cái gì trước ta? Chia đi. Cắt gì cũng được. Mẹ nó thấy đi xin quay. Cái xin từ đó qua xin qua đây con tôm được nè mà nè. Đây nè các bạn ơi, giờ mình sẽ cho tiểu đồ đệ mình ăn cái này. Lâu ngày nó mang bóc. Ồ, cô nó mập. Ồ, nó mập dữ ta. Nó bị mập sạch chưa. Lát nhưng mà nó cũng còn hơi nhớt mà nó cái lợi nó vậy rồi. Cái lợi nó vậy rồi bỏ mút đuôi đi. Người ta thì người ta ăn nghe luôn cái đuôi. Bà chị hấp gì nè. Rồi xong luôn. Khờ luôn rồi. Con ngó bự quá. Bự quá hả? Được rồi, không được rồi. Nè con mày nhỏ nè. Sao không ăn vậy con? Bự quá, nhớt. Cần nhỉ. Biết con mấy ngàn của tao không? Ăn ốc đồng quen rồi. Ốc gác bếp đi. Nút nước cá, nút. Ồ. Nữa. Được con chết rồi mẹ ơi, nó chạy rồi mẹ ơi, nó chạy nè. Rồi, chỗ. Nè, nước. Nè. Ăn đi con, phim. Nè. Bữa nay đẹp trai rồi, giò đồ vàng tươi, đỏ tươi rồi. Nè. Wow. Đây đến nè con, bim, qua đây nè bim. Nè thôi được rồi mẹ ơi. Qua đây nè bim, qua đây chơi có mẹ nè. Ăn nước thôi con. Cho con miếng khăn giấy nha. Rồi. Được rồi mẹ ơi, để đi mẹ ơi. Hay, hãy múc ban đi, mẹ lấy đi. Ăn đi bi. Mẹ lấy cái xin quen. Con này bự dữ. Đây.
Ờ. Con ốc gác bếp này nó cũng chắc là gác cũng gần đây à. Ừ. Đây nè các bạn ơi, này con mua trên siêu thị á mẹ. À, Thành nó lấy gì đang chấm cho nó tới. Ờ, thông minh, thông minh. Đây cái này. Đây mời các bạn nha. Từ từ nha. Mời cả nhà. Ngon. Cái này để lá chanh hơi nhiều nó hơi vị đắng. Thơm. Thơm. Ngon. Ừ. Nhưng mà con ốc này nó sạch lắm á. Thấy bà hấp sữa vậy. Không, chịu nhắn nó béo quá à. Tại vì nó kia ta hấp bằng sữa nữa. Giỡn luôn á. Ngon. Con ốc này nó sạch trơn luôn á. Nhưng nó còn giòn á. Tiểu Bim Bim làm rất cục rồi kìa. Được không Thành? Nó chắc tôi luôn á. Ngon hả Thành? Nhưng mà cái nước chấm này thiếu chua nè. Nhưng mà cái này nó hơi chín quá à. Hơi thiếu chua không mẹ? Thiếu chua à. Con ngon hả? Thử đi, cái đó của Thành làm á, còn này của con. Nào, thử nó pha lại rồi. Ngon. Thành ngon. Nó dai. Cái đầu nó hơi dai á. Nhưng mà con này là con ốc lát này phải không mẹ? Ta kêu bằng con ốc lát đít bằng. Chứ đít bằng. Chết rồi. Rồi xong phim. Rồi rồi. Uổng hết trơn giá. Cái này chặn lại. Uổng. Xong. Xong. Chứ nước chấm còn để chấm không? Còn. Chấm nó chấm ngon, nó chua ngon. Cũng còn được đó. Cũng còn được mà chán uổng quá. Kiểu dịch dịch bữa nay có mẹ cho nên tất nhiên mà. Một túi vậy là 145 ngàn. Mà có 10 con nè. Thì tính ra là một con nhiêu tiền ta? 4.500 hả? Tại vì người ta cái công đoạn mà người ta gác bếp á các bạn là rất là lâu luôn nha. Tầm khoảng 3 đến 6 tháng. Thôi được rồi á, chị cũng bắt trước chị gác bếp thôi nhưng mà. Thôi được rồi, chị với anh Khoa với chị Hiền gác bếp á là không có được. Có lần làm, không làm. Cái con nhỏ nhỏ chị với ăn. Ủa? Con này không có ruột hết ta? Cái này ngon nè. Nó hơi to, cô Tư không thích con to lắm. Ồ, quá bự đây rồi cô Tư. Mày mắc cổ. Rồi ơi, vậy thôi ăn tôm đi. Nha Thành. Ngon mà để ăn con nữa đi. Nè. Bự quá sợ mắc cổ. Nè, con. Ấy da. Này nó hơi hơi dai. Đây nè. Ồ, để mẹ ăn con ốc nữa đi. Ở đây nè. Rồi, rồi cho mẹ nè. Ờ, để đây đây. Cho bạn Bi cái con nào có cái càng bự ta. Ăn con ốc đây. Tan tan tan. Được không? Thì. Đây nè mẹ. Quá là tôm. Nè miếng nước, miếng nước, miếng nước. Miếng nữa đây. Và miếng nữa, miếng nữa. Nè. Ngâm ngâm ngâm. Miếng nữa đây. Nhưng mà ốc này nó ngọt. Nước nó ngọt hay không? Nó có gì ngọt. Nè. Con này của mẹ đây hả? Con này của mẹ đây hả? Con mẹ đây, con ăn con nhỏ nhỏ thôi. Ôi trời ơi, cái càng nó ngon. Rồi, để giờ mình ăn cái mình trước đây. Tôm này ăn hấp nước dừa hả? Tôm này con luộc nước dừa luôn á. Nãy qua làm nước chấm tôm rồi. Nên chấm đại cho luôn đi. Ồ, ngon. Giữ nha. Rồi rồi. Bên 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 anh chơi bên. Ở đây đang ăn tôm bên. Ở đây đang ăn tôm bên. Đây con thịt tôm chắc nè. Ô nè. Trời ơi. Sao con ăn con nhỏ vậy? Thôi con thích con nhỏ à. Con này nè nó cũng có gạch nhiều lắm không? Đây mời các bạn nha. Ừ. Con đổ nha mèo. Nè. Cho mày nè. Thịt nó giòn lắm mẹ. Để anh tôm thích vô để rớt nữa.
nè, có một hình nè. Trời ơi, nó ăn từ cái càng chứ. Hay hay hay. Cắm thì mình cắm mình đa tay. Nè, nó thiếu gì chua. Nè, có tí con còn. Chấm con hành nè. Hồi nãy lúc mấy nó chưa tan đường á, nên nó vừa. Trời ơi. Nó tan đường rồi nó hơi ngọt á. Tôm nó chắc ghê luôn. Tính nha, ăn con tôm hùm á. Con tôm hùm thịt nó cũng ngon giống y chang con này nè. Con này nó già cũng ngon à. Con tôm hùm chỉ là cái thịt nó dai và nó có sớt to hơn. Cứ tôm càng xanh thì cũng không thua đâu. Nó rất là ngọt. Nè nè. Trời ơi, cả nhà. Cái đầu có. Cái càng tôm của mẹ nè. Hơi cứng nè, không bẻ cho. Để tự mẹ cắn đi, nó gai không à. Bẻ không được đâu, đau quá à. Wow, nút ra được nè mẹ. Ăn con này no. Siêu bự, siêu chắc. Nhưng mà cái con của con này mẹ gạch nhiều lắm á. Gạch thứ nhất luôn đó. Gạch khó luôn. Nè, cho mẹ cua gạch. Con không ăn cua gạch hả? Ờ, dạ không. Ừ, mẹ. Con sợ ăn béo lắm rồi. Thôi thôi, cứ ăn đi. Hôm bữa mình đi xuống anh hai mình chơi, cái mình đi ăn đồ Nhật cho nên bây giờ thành ra nó ngang nha. Bữa hai dẫn đi ăn đồ Nhật á. Đêm về mẹ ăn ngon rồi phải không? Ngon. Mình cá nướng ngon quá. Mình ăn mình bệnh tới bữa nay luôn á. Chắc tao ấy 3 giờ khuya. Chảo tiêu. Không, mình sợ lắm rồi. Mấy bữa nay là mình không ăn béo được. À, nó cục gạch đó. Nó dẻo. Ngon. Đừng bị. Tôi còn răng không nha. Được không vậy? Cái hồng răng còn không? Còn. Nấy luôn. Chóc luôn. Nhưng mà thịt con tôm này chắc lắm nè. Sáng mẹ mua tôm xong hả? Tôm là tôm xong. Cho nên giòn là ha? Cái thịt nó dai luôn á. Dai giòn. Ban ơi. Con này nó lâu năm lắm rồi nè. Nó đóng ghiêu luôn nè. Nó đóng đáy đó. Ồ, con nè. Ngọt hơn đi. Ăn cô Tư cho càng nè. Cô Tư ăn, cô ăn đi. Nó thịt nó cứng lắm á. Cô Tư ăn hoài à. Ăn đi. Dạ. Dạ, nhọn hơn gai sầu riêng đó mẹ. Con lột cái mình con ăn đi, con ăn ăn cái càng nè. Đây nè. Ôi nó ngon. Ô nó ngon con nè. Có con hành con càng bự nhất. Ăn tôm này mới ngon ha. Nhưng mà cái con tôm càng bự á, cái thịt nó không có dẻ bằng cái con tôm càng nhỏ á. Thế hả? Coi nè. Đây, con Thành nè. Đó Minh Thành. Thịt cũng chắc lắm á, nhưng mà nó hơi nhỏ thôi à. Bé. Mèo méo mèo. Giờ này đi học về chiều quá Bi. Nói cái gì Bi, để đàng hoàng Bi. Chị ăn. Không. Chị không ăn nữa đâu. Con của mẹ no luôn. Người ta lấy hết này hết á, ta đâm á, ta đâm á nó ra thịt nữa.
chị ăn bên đây dính nè. Dính không? Hết giờ làm cái muỗng luôn. À. Bự quá. Làm cái muỗng luôn. Ngon quá. Cha mình sợ ăn mấy con này lắm rồi các bạn ơi. Nãy rủ cha cho nó hơi ngán quá à. Mấy này nè, đâm lấy cái thịt. Cái đầu của con của chị Trang. Gạch không á mẹ. Trông ngon. Mấy bữa nay con sợ béo lắm rồi. Anh Hai dẫn con đi ăn cái gì cũng béo hết luôn á. Vậy không có tiêu. Quá là no luôn rồi các bạn ơi. Giờ này thì cả gia đình cũng đã thưởng thức xong rồi. Nói chung ốc này á, ăn ít thì ngon chứ ăn nhiều nó cũng hơi ngán á nha. Mặc dù là nó trong, nó sạch nè và nó rất là trắng luôn. Ăn nhưng mà ăn hồi là nó mỏi miệng và nó rất là ngán luôn. Với lại tôm thì người con rồi các bạn, nó cũng rất là bự á. Thì cả nhà mình cũng đã quay hết xong cái video này rồi. Nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vô nút đăng ký kênh nha. Còn bây giờ, bye bye.